kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Bí thư Hải Nam, Trung Quốc, Thanh Trì, Quảng Ninh đang được gia cường. Vào ngày 22 tháng 2, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã tiếp ông Thẩm Hiểu Minh, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hải Nam, Trung Quốc sang diện kiến ông. Điều đáng nói là trong nội dung thảo luận, ông Phạm Minh Chính và ông Thẩm Hiểu Minh có nói về hợp tác giữa tỉnh Hải Nam và Quảng Ninh. Đây là sự hợp tác giữa hai tỉnh gần gũi nhau. Được biết, khu vực biển phía tây đảo Hải Nam tiếp giáp với vịnh Bắc Bộ, sự hợp tác giữa tỉnh Hải Nam và tỉnh Quảng Ninh là sự hợp tác mang ý nghĩa quan trọng cho chiến lược phát triển vùng của ông Phạm Minh Chính. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng của Việt Nam gặp ông Thẩm Hiểu Minh, Bí thư Tỉnh ủy Hải Nam, Trung Quốc. Như tờ Thời báo.d đã từng có bản tin phân tích về những hành động của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính mới đây. Tại Quảng Ninh, Bộ Công an đang tăng cường bắt bớ và vụ án IC với Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đang được điều tra, và đặc biệt mới đây, ông Đinh Văn Nơi, Thiếu tướng đã cho bắt một ông tướng công an, làm chấn động dư luận cả nước. Vụ án ông Đỗ Hữu Ca trước mắt đó chỉ là vụ án hình sự, nhưng không loại trừ khả năng nó sẽ lan sang vấn đề chính trị. Bởi ông tướng công an Đỗ Hữu Ca có rất nhiều mối quan hệ lớn với các quan chức cấp cao. Mới đây, ông Phạm Minh Chính cũng đã có chuyến làm việc tại tỉnh Quảng Ninh và triển khai chính sách quy hoạch phát triển cho tỉnh này. Giống như ông Phạm Minh Chính là người trực tiếp điều hành tỉnh này chứ không phải là chủ tịch tỉnh. Tỉnh Quảng Ninh không phải xa lạ gì với ông Phạm Minh Chính. Ông từng là bí thư tỉnh ủy giai đoạn 2011-2015 ở đây. Ông Chính cũng đã gây dựng được nhiều mối quan hệ với phía Trung Quốc từ thời ông làm bí thư tỉnh ủy. Đặc biệt, ông Phạm Minh Chính đã kết nối với bà giáo sư Đào Nhất Đào, kiến trúc sư chính sách vành đai và con đường cho ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Dự án đặc khu kinh tế Vân Đồn là đứa con cưng của ông Phạm Minh Chính. Thời ông Chính làm bí thư, ông đẩy cho nó phát triển dự án này mạnh nhất. Đây là hình ảnh sau Tết Nguyên đán, ông Phạm Minh Chính lưu ý đặc biệt với Quảng Ninh. Thời ông Phạm Minh Chính làm bí thư tỉnh ủy, nhóm lợi ích nhỏ tại Quảng Ninh bị ép hết đất sống. Thay vào đó, nhóm lợi ích lớn dựa lưng vào chính sách của ông Phạm Minh Chính, trong đó tên tuổi lớn nhất hưởng lợi từ chính sách ông Phạm Minh Chính là tập đoàn Sun Group của đại gia Lê Viết Lam. Lần này, ông Phạm Minh Chính tiếp bí thư tỉnh ủy Hải Nam tại Phủ Thủ tướng cho thấy ông Phạm Minh Chính đang thổi hồn vào Quảng Ninh bằng chính sách mà ông đã từng làm trước đây khi ông còn là bí thư tỉnh ủy. Trong lúc cung đình đầy rông bão, chức thủ tướng đang bị soi rất kỹ, ông Phạm Minh Chính lại chăm lo đặc biệt cho tỉnh Quảng Ninh là điều gì đó hết sức bất thường. Thực ra, một bí thư tỉnh thì nên gặp đồng cấp để bàn về hợp tác. Ông Thẩm Hiểu Minh sang Việt Nam muốn hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh thì ông gặp Nguyễn Văn Nên, và muốn hợp tác với Quảng Ninh thì ông gặp ông Nguyễn Xuân Ký là bí thư tỉnh Quảng Ninh. Chứ tại sao lại gặp ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ? Sự gặp gỡ không ngang hàng đẳng cấp như thế đang nói lên điều gì? Thứ nhất, nó nói lên thế quỳ gối của Trung ương. Cấp Trung ương Việt Nam chỉ ngang bằng với cấp tỉnh bên Trung Quốc. Thứ nhì, nó nói lên vai trò quyết định của ông Thủ tướng Việt Nam với địa phương và phía Trung Quốc muốn đặt quan hệ làm ăn, mà cụ thể ở đây là tỉnh Quảng Ninh. Như vậy thì qua đây cũng đã rõ lên một điều, ông Phạm Minh Chính đang lo lắng thái quá cho tỉnh Quảng Ninh, trong khi đó vai trò của ông là điều hành nền kinh tế của cả đất nước Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng mà gặp bí thư tỉnh là không ngang hàng. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam cũng lắm phe phái, ông Phạm Minh Chính đã bỏ bê Thanh Hóa, quê hương của ông, để chăm lo cho Quảng Ninh là câu hỏi rất lớn, khó mà trả lời cho được. Ông Phạm Minh Chính tuy quê ở Thanh Hóa nhưng ông đã để lại dấu ấn riêng ở Quảng Ninh rất nhiều. Nguyên nhân không hẳn ông yêu Quảng Ninh, mà có thể ông yêu bản thân ông thì đúng hơn. Quảng Ninh an toàn, Phạm Minh Chính sẽ an toàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d với bản tin Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Bí thư Quảng Nam, Trung Quốc, Thanh Trì, Quảng Ninh được ra cửa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới.
Trung Khoa Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vingroup ung thư giai đoạn cuối, Novaland đang thở oxy. Đã qua rồi cái thời nhà đầu tư dễ bị dụ với loại truyền thông không tự do, những thông tin liên quan đến sự yếu kém của thị trường chứng khoán không được phổ biến và những sự tiếp tay có chủ ý của chính quyền, những doanh nghiệp yếu kém về tài chính vẫn ung dung phát hành trái phiếu và cổ phiếu để gọi vốn. Giờ đây thị trường bất động sản bị đóng băng, các đại gia thì bị bắt, thì nhà đầu tư nào có thể nhẹ dạ cả tin giờ đã ngậm đắng nuốt cay về những việc đã qua của họ. Thị trường chứng khoán đang rất bất ổn. Để cứu lấy thị trường chứng khoán thì chính quyền mới làm sạch bằng cách bắt một số đại gia đã phạm tội lừa đảo khách hàng trên thị trường chứng khoán. Bắt Đỗ Anh Dũng, Trịnh Văn Quyết và Trương Mỹ Lan cũng chỉ là hớt phần ngọn. Phần gốc chính là bộ máy điều hành cả thị trường chứng khoán thì ông Tô Lâm vẫn chưa thọc tay vào được. Bởi bứt dây thì sẽ động rừng. Đây là hình ảnh ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Novaland. Luật pháp Việt Nam rất lỏng lẻo, quản lý thì tồi, thì chắc chắn sẽ bị các doanh nghiệp lợi dụng, hối lộ. Mà nếu Tân Hoàn Minh, FEC, Vạn Thịnh Phát lợi dụng được, thì tại sao Novaland, Vingroup, Sun Group v.v. không thể lợi dụng được? Đây là câu hỏi đang được đặt ra. Các nhà đầu tư đã bị ông Đỗ Anh Dũng, Trịnh Văn Quyết và Trương Mỹ Lan lừa và đang mất rất nhiều tiền, không có cách nào thu hồi được, thì có ai dám chắc các nhà đầu tư của Novaland và Vingroup không bị mất tiền? Chẳng qua là chưa tới lúc trái phiếu đáo hạn mà thôi. Mới đây có thông tin hai thành viên hội đồng quản trị của Novaland là ông Bùi Xuân Huy và bà Hoàng Thu Châu công bố đơn xin từ nhiệm. Ông Bùi Xuân Huy từng đảm nhiệm vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của Novaland kể từ ngày 20 tháng 1 năm 2022. Trong khi đó, bà Hoàng Thu Châu đang giữ cương vị tổng giám đốc của Nova Group. Hai người này đã bán cổ phiếu trước khi rút lui. Hành động này của hai lãnh đạo Novaland được cho là đang muốn tháo chạy càng nhanh càng tốt. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng. Novaland hiện nay chẳng khác nào con bệnh đang hấp hối. Nhà đầu tư của doanh nghiệp này hiện nay đang như ngồi trên đống lửa. Chỉ cần có một chút thông tin xấu về tình hình tài chính hay sự tháo chạy của những cổ đông lớn thì cổ phiếu sẽ lao dốc không phanh. Hàng thì tồn kho không bán cho ai được, dự án thì dính pháp lý không ít, nợ thì lại dí đến sát lưng. Novaland hiện nay đang kéo dài hơi thở, được lúc nào thì hay lúc đó. Trong tình hình chung, Novaland khó mà thoát khỏi số phận như FEC của ông Trịnh Văn Quyết. Vingroup hiện nay cũng chẳng khả quan gì hơn. Mặc dù tình hình tài chính của Vingroup chưa nguy cấp như Novaland, nhưng cái kết thì có lẽ không khác nhau là mấy. Ông Phạm Nhật Vượng đang lộ rõ những tử huyệt không thể sửa chữa được. Đó là thương hiệu đang bị mất uy tín dần mà không có cách nào khắc phục được nữa. Xe VinFast bị lỗi, bị bêu dếu, tràn ngập trên mạng xã hội, không thể nào bịt nổi. Từ đầu, ông Phạm Nhật Vượng không lo xây dựng thương hiệu một cách tử tế và chất lượng cho đàng hoàng thì giờ đây đã quá muộn để thay đổi. Thương hiệu thì lụi tàn, tài chính thì thiếu hụt, nguồn huy động vốn thì bế tắc, không biết cậy đâu ra tiền. Vì không cậy ra tiền, ông Phạm Nhật Vượng quay vào trong công ty chấn lột chính nhân viên của mình bằng hình thức cố moi ra lỗi để phạt họ. Đây là hình ảnh đã có dấu hiệu tháo chạy khỏi Novaland. Hiện nay, giấy phép xây dựng nhà máy tại Mỹ đã được cấp, nhưng xem ra ông Phạm Nhật Vượng khó cậy ra vốn để mà xây. Mà có cậy ra vốn thì cũng đốt hết vào đấy, chứ chẳng lo liệu được cho sự bế tắc nào khác. Và điều quan trọng nhất, có vẻ như ông Vượng đang ngửi thấy mùi chẳng lành, nên đã khóa két sắt. Ông quyết định không móc tiền túi để đổ vào VinFast nữa. Người dân Việt Nam cần một thị trường bất động sản trong lành, giá bất động sản trở về đúng với vị trí và tầm túi tiền của người dân, chứ không thể mãi để cho những đầu nậu và đầu cơ trong ngành bất động sản thổi giá kiếm lời khủng và người dân không tài nào mua được căn hộ nhỏ cho mình. Và những cái tên như Vingroup, Sun Group, Novaland cũng đã cần phải bị đánh sập để làm gương cho những doanh nghiệp khác đang buôn đất, thổi giá kiếm lời trên sự khó khăn và đau khổ của nhân dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa với bản tin Vingroup ung thư giai đoạn cuối, Novaland đang thở oxy.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de